Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình Radio Tư vấn Online của Công ty Tư vấn Du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch các nước. Vượt qua nhiều băn khoăn và do dự, bạn lựa chọn cho mình ngành học là ngành xây dựng và bạn đang không biết nên chọn trường nào cho tốt. Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu Việt Nam với nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ, xin giới thiệu cho các bạn thông tin về trường Nam Giang, một ngôi trường đạt chứng chỉ EduJust 4 năm. Các khóa học của trường luôn mang đến cho sinh viên những bài học thực tiễn, khuyến khích tinh thần học tập, sáng tạo và bồi dưỡng sinh viên trong môi trường tri thức và định hướng quốc tế. Chọn ngành xây dựng du học Singapore trường Nam Giang. Đây là một chương trình học được chấp nhận bởi Hiệp hội các trường đại học danh tiếng trên thế giới và bằng cấp có giá trị quốc tế. Nam Giang nằm trên bến tàu điện ngầm Flexway dọc theo sông Singapore River, tổng diện tích 1.800 m². Các lớp học được trang bị hiện đại, hệ thống âm thanh, điều hòa máy tính, wifi, phòng tập thực hành, v.v. Trường tọa lạc ngay trung tâm thành phố Singapore, sinh viên có cơ hội được tiếp cận với hệ thống khách sạn chất lượng hàng đầu thế giới, hệ thống ngân hàng và môi trường kinh doanh, đồng thời rất thuận tiện cho việc đi lại đến trường và ăn uống sau giờ học. Công ty du học Tân Đại Dương với 14 năm kinh nghiệm tư vấn du học du lịch các nước sẽ giúp các bạn về mọi phương diện, thủ tục, hồ sơ cũng như đăng ký ký túc xá cho các bạn. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ đến hotline 0996277629 hoặc 0166515 7271. Chương trình ngành xây dựng của trường nhằm mục đích trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức để cập nhật với các công nghệ xây dựng bê tông cốt thép hiện nay trong ngành công nghiệp, thực hiện và giám sát có hiệu quả các loại khác nhau của công trình bê tông cốt thép trên trang web, lập kế hoạch và lịch trình bê tông cốt thép hoạt động hiệu quả để đạt được năng suất cao và giảm thiểu sự chậm trễ, thực hiện các thiết kế đơn giản liên quan đến xây dựng bê tông cốt thép, quản lý các khía cạnh an toàn xây dựng bê tông cốt thép, áp dụng quản lý tài chính và bí quyết cho doanh nghiệp. Những người tham gia khóa học được đào tạo về kiến thức kỹ thuật và những kỹ năng thực tiễn và đặc thù về công trình bê tông cốt thép, đối tượng như ván khuôn và tăng cường xây dựng các nhà máy xây dựng, thiết bị, v.v. được trang bị trong khóa học. Tài liệu học sẽ được điều chỉnh liên tục và cập nhật, do đó những người tham gia được tiếp xúc với các công nghệ xây dựng hiện hành. Chương trình học gồm có chương trình Diploma 24 tháng bao gồm 20 tháng nghiên cứu tại lớp và 4 tháng chương trình định hướng công nghiệp. Các học phần bao gồm chi phí kế toán và quản lý tài chính, quản lý dự án, quản lý hợp đồng, hệ thống quản lý xây dựng, cấu trúc cơ học, thiết bị xây dựng bê tông cốt thép, đo lường công trình, công nghệ xây dựng, kỹ thuật địa chất, v.v. Và dưới đây là một số chia sẻ của những bạn du học sinh theo học ngành xây dựng tại trường Nam Giang, chia sẻ cảm nghĩ của mình về các khóa học tại trường Nam Giang. Đó là: tôi luôn khao khát muốn trở thành một kỹ sư kể từ khi tôi trưởng thành, như tôi luôn đam mê nền công nghiệp xây dựng và thiết kế công trình. Khi tôi qua được vòng xét duyệt hồ sơ thì tôi tham gia học diploma ngành kỹ thuật xây dựng tại Nam Giang. Tại Nam Giang, chúng tôi được thực hành từ sự định hướng nền công nghiệp. Tôi chỉ mất 2 năm để hoàn thành khóa học. Tôi có thể chọn con đường là đi làm hay học tập như một kỹ sư chuyên nghiệp. Khi chúng tôi được đào tạo cả hai kỹ năng chuyên môn và kỹ năng thực tiễn, thì tôi cảm thấy rất vui với môi trường học tập và đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp. Với những chia sẻ trên, Tân Đại Dương xin gửi đến các bạn một chia sẻ rằng hãy nên chọn trường Nam Giang để đến du học, vì ở đây được gửi rất là nhiều chia sẻ của các bạn du học sinh đã từng du học tại đây. Hãy liên hệ với đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, Du học Tân Đại Dương, để được hướng dẫn thủ tục về hồ sơ nhập học, cập nhật thông tin mới nhất từ trường. Các bạn vui lòng gọi đến hotline 0996277629 hoặc 0166515 7271, hoặc các bạn có thể đến trực tiếp công ty tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, và có thể truy cập vào các website của công ty tundaiduong.edu.vn và tddvn.com. Và quay trở lại với vấn đề về ngành học MBA thì xin được hỏi anh Khôi một chút, đó là như vậy thì cái thời gian mà học MBA thường là mất bao lâu, và có thể giới thiệu cho các bạn một số những cái khóa học MBA tại Singapore được không anh? Có rất là nhiều khóa học MBA tại Singapore, thì công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn những khóa học MBA tại một số trường nổi tiếng. Đầu tiên là khóa thạc sĩ MBA tại Học viện Quản lý Nam Giang, trường Đại học Ballarat, Australia cấp bằng.
Điều kiện để các bạn có thể tham gia khóa học này đó là bằng cử nhân hoặc là bằng tương đương, chứng chỉ giáo dục đại học được công nhận và học ít nhất là 2 năm tại cơ sở giảng dạy bằng tiếng Anh, hoặc yêu cầu khả năng thông thạo tiếng Anh khi tốt nghiệp của trường tại Singapore đã đáp ứng yêu cầu có thể được xem xét. Những cái người đăng ký khóa học có những cái chứng chỉ học thuật hoặc là chuyên môn khác, hoặc là 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan có thể được chấp nhận tùy theo khả năng của khóa học mình. Tiếng Anh thì phải đạt là trình độ IELTS 6.0 cho đến 6.5 hoặc là tương đương. Với những cái sinh viên không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về tiếng Anh thì bạn sẽ phải học và vượt qua bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh. Khóa học tại thạc sĩ kinh doanh MBA tại trường MDIS sẽ có những cái ưu điểm như thế này. Là MBA lấy bằng của Đại học Bradford ở Vương quốc Anh cần phải có 3 năm kinh nghiệm. MBA lấy bằng của Đại học Southern Cross ở Úc thì cần 1 năm kinh nghiệm. MBA lấy bằng của Đại học Wales ở Đại học Edith Cowan. MBA của Học viện Austin thì 2 năm kinh nghiệm có xét bán thời gian do Đại học Coventry của Anh cấp bằng. Với Đại học James Cook Singapore thì học về thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA thì có quản lý nhân sự, thạc sĩ marketing, thạc sĩ kế toán chuyên nghiệp MBA, thạc sĩ du lịch quốc tế và quản trị khách sạn, thạc sĩ về công nghệ thông tin, thạc sĩ bằng kép hai chuyên ngành tâm lý và quản trị kinh doanh, hoặc là thạc sĩ bằng kép hai chuyên ngành quản trị kinh doanh và công nghệ thông tin. Với Đại học Curtin ở Singapore thì có thạc sĩ về thương mại quốc tế, thạc sĩ về hậu cần logistics, thạc sĩ về quản trị dự án. Đây là cái ngành rất là mới. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.